Kính thưa nhân loại quý mến, từ cổ chí kim, nhân loại chúng ta luôn luôn thua trận trước bọn quỷ dữ Satan. Thế thì chúng ta chỉ còn một cách duy nhất để tồn tại, để khỏi bị quỷ Satan bắt làm nô lệ. Cách duy nhất đó là chúng ta cần luôn luôn cậy trông vào hồng ân cứu rỗi và bao che của thế giới siêu nhiên thiên loại. Thế giới thiên loại đó chính là Cha Trời Thượng Đế toàn năng, mà tất cả những tôn giáo làm lành lánh dữ đều tôn thờ và kính trọng. Nói đến đây, chúng ta cần đi thẳng vào vấn đề, để cho tất cả những kẻ nào đang lường gạt đồng bào nhân loại hãy mau mau sám hối gấp. Thiên Chúa Giêsu dạy bảo chúng ta trước tiên thờ Chúa Cha, tức là Thượng Đế, là Thiên Thượng. Ông bà tổ tiên Việt chúng ta dạy bảo chúng ta hãy luôn luôn kính thờ ngôi trời, ông trời, lưới trời không ai chạy thoát. Thương người như thể thương thân, trời kêu ai nấy dạ. Đó là ông bà tổ tiên Việt chúng ta dạy bảo rất cặn kẽ. Phật Thích Ca của giống dân Ấn Độ, ngày xưa khi giáng lâm theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế toàn năng, dạy bảo nhân loại trước tiên là hãy thờ Thiên Thượng. Thiên Thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tay phải Ngài chỉ lên trời, Ngài tung hô và kêu gọi nhân loại hãy thờ Thiên Thượng trên hết mọi sự. Tất cả những sự dạy dỗ của những tôn giáo làm lành lánh dữ theo lệnh của Tổ Trời đều giống nhau, bởi vì từ một mối mà ra, từ Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng mà có, và từ đó mới ban bố cho càn khôn chúng sinh. Vì thế bất cứ kẻ nào lạm danh Cha Trời Thượng Đế toàn năng, Chúa Cha Thiên Thượng, thì những kẻ đó là những kẻ đã và đang bị quỷ Satan bắt làm nô lệ, và những kẻ đó đang lường gạt bá tánh nhân loại. Vì thế đồng bào nhân loại hãy mau mau cẩn trọng duyệt xét lại cách hành xử và giảng dạy của những kẻ đó, để rồi quyết định dứt khoát tránh xa những kẻ đó. Vì chúng ta chỉ có một Cha Trời Thượng Đế toàn năng, đó là Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng, là Thượng Đế toàn năng, là Thiên Thượng. Nhớ những gì Cha Trời Thượng Đế toàn năng bảo tôi nhắc nhở cho tất cả nhân loại được rõ. Và giờ phút này
chúng ta đề cập về việc nhân loại chúng ta đang đối diện và đang bị tiêu diệt, dần dà bị tiêu diệt bởi bọn quỷ Satan. Chúng nó có quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều cám dỗ. Chúng nó lùa nhân loại vào một vị thế tham sân si và đang đo đầy và đong đầy những túi tham không đáy, tham sân si vô cùng khủng khiếp, nguy hiểm và đang trên đà diệt vong. Kính thưa đồng bào nhân loại quý mến, trên màn hình chúng ta thấy có hình ảnh Cha Trời Giêsu hiện ra cảnh báo cho nhân loại là tận thế gần kề trong những ngày tháng năm sắp tới đây. Mặt trời sẽ nổ, sức nóng mặt trời sẽ tấn công vào quả địa cầu. Và lúc đó chỉ có Cha Trời Giêsu mới là đứng có thể ra lệnh cho thần gió thổi để mà đẩy đi sức nóng của mặt trời. Và đương nhiên sẽ có động đất vô cùng khủng khiếp, tsunami, nước biển, sóng dâng tới mây, hàng cây số cao khỏi mặt nước. Sẽ có hàng tỷ tỷ người thiệt mạng và đa số chúng sinh trên quả địa cầu sẽ bị hủy diệt. Những hình ảnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra mà tôi cùng đồng bào đã chụp được từ năm 2009 cho đến giờ phút này đã quá đầy đủ để nhắc nhở và hướng dẫn cũng như cảnh báo cho tất cả nhân loại là hãy lo mau than khóc sám hối gấp ngõ hầu chúng ta và gia đình con cái cháu chắt chúng ta được cứu rỗi. Thế nhưng hầu hết tất cả, phải nói là tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới đã thờ ơ trước sự kêu gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi nhắc nhở cho họ, cho bá tánh, kể như là gần 4 năm nay thông báo trên đài và trên đài truyền hình và trên đài radio và trên internet, chứng tỏ hầu hết tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới đã và đang bị kìm kẹp bởi bọn quỷ Satan, mưu kế quỷ quyệt ác độc bề ngoài, tham sân si, danh chức danh vọng, ảo quyền thế gian xảo, dục vọng vật chất, danh vọng thế gian, ảo quyền. Vì thế họ đã bị trói buộc bởi quyền năng của quỷ Satan. Để rồi đến giờ phút này họ đang quằn quại, cắn rứt lương tâm vì họ chưa dám mạnh dạn làm bổn phận của họ là thông báo những tin mừng vĩ đại đặc biệt này đến cho chính dân tộc họ và đất nước họ. Ngõ hầu nhiều người trong đất nước của họ, nhiều người được cứu rỗi nhờ những hồng ân này. Kính thưa đồng bào nhân loại quý mến, sự thật không thể chối cãi. Không ai chạy khỏi lưới của trời và cũng như không ai chạy khỏi ánh sáng mặt trời. Trước sau gì mỗi chúng ta là con người, nhân loại,
chúng ta sẽ đối diện với sự chết và chúng ta sẽ đối diện với Đấng đã tác tạo ra chúng ta. Và Đấng đã và đang và sẽ ban cho chúng ta sự sống, sống cho đến chừng nào, đó là tùy theo sự đáp lại của mỗi cá nhân chúng ta đối với lời mời gọi và cảnh báo của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cũng như đối với việc làm của mỗi chúng ta. Kính thưa đồng bào, nhân loại quý mến, chúng ta là ai? Cá nhân mỗi chúng ta chính là con cái của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Chúng ta được Ngài tác tạo ra, chúng ta được Ngài thương yêu, chúng ta được Ngài bảo vệ, che chở và bổ sức, cũng như dẫn dắt chúng ta. Và đương nhiên ban cho chúng ta sự sống. Mỗi chúng ta đối với Ngài, chúng ta rất là quý giá và vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta được làm con cái của Ngài. Thế nhưng người cha hiền, người mẹ hiền chỉ chiều chuộng những đứa con ngoan. Còn những đứa con ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ. Không vâng lời cha mẹ, đây là cha mẹ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là nói chung là cao cả nhất. Khi mà không vâng lời như thế, không vâng lời Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thì chắc chắn những đứa con đó sẽ sống xa Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Bởi vì những việc làm của nó, thì lúc đó là lúc mà quỷ Satan sẽ cướp mất linh hồn của nó và sẽ bắt chúng nó làm nô lệ cho quỷ Satan nhiều đời nhiều kiếp, vô cùng khủng khiếp. Thế thì giờ phút này chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần nhắc nhở cho nhau để mà thật tâm sám hối ngay bây giờ và mãi mãi. Chúng ta hãy cậy trông vào Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, để chúng ta được bảo vệ và để chúng ta được sống đời đời kiếp kiếp. Và đương nhiên, để chúng ta khỏi bị quỷ Satan bắt làm nô lệ nhiều đời nhiều kiếp, vô cùng khủng khiếp. Tất cả đồng bào nhân loại có bổn phận, hãy thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho người khác được biết, để rồi chính quý vị sẽ được trọng thưởng khi quý vị trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Những kẻ nào ngăn cản những tin mừng vĩ đại này, thì những kẻ đó sẽ mất phần thưởng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thậm chí, họ có thể sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Kính thưa đồng bào, dân Việt quý mến, sau đây là phần nhắc nhở vô cùng quan trọng cho đồng bào dân Việt chúng ta. Chúng ta hãy nhắc nhở cho nhau tập hợp tại Tượng Đài Chiến Sĩ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683, để chúng ta dốc lòng thật sự sám hối. Ngõ hầu chúng ta sẽ được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra những phép lạ vĩ đại trên nền trời tại nơi đó, để dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt gấp. Và đồng bào hãy nhắc nhở cho nhau ra đó với tinh thần thật sự ăn năn sám hối.
và cấm không được. Bố láo, bố liếu, bon chen, chụp giật, bốc hốt, hung dữ, ác độc, làm việc chính trị nhân loại, cũng như là bọn tham sân si cộng sản, Việt cộng, Tàu cộng và bọn tự do quá trớn. Nếu những kẻ hung dữ ác độc đó sám hối thì sẽ được tha tội. Bằng ngược lại, những kẻ đó sẽ bị những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trừng trị đích đáng theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Nhớ những gì mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh bảo tôi phán bảo cho tất cả các người.